Con sắp này tuyệt đối cấm đi đêm trong tháng cô hồn, kẻo ma quỷ theo phá cả nhà, gặp đại nạn. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông bà ta thường nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma, và câu nói này lại càng trở nên linh ứng hơn vào tháng cô hồn, khi đây được coi là thời điểm Diêm Vương phá giới, thả cửa cho ma quỷ vong hồn trở về du đãng chốn dương gian. Nhiều nơi vẫn thường quan niệm rằng trong tháng 7 âm lịch, tốt nhất không nên đi ra ngoài vào ban đêm, kẻo tự chuốc lấy xui xẻo vào người, khiến ma quỷ hãm hại, khó lòng thoát thân. Đặc biệt là có một số con giáp dưới đây phạm vào xung sát, cần tuyệt đối tránh đi ra ngoài vào ban đêm, kẻo dẫn vong về nhà. Bên cạnh đó, nếu bạn là người phải thường xuyên đi công tác xa hoặc ra ngoài làm việc và muốn tìm cho mình một sự bảo trợ an toàn, thì hãy nhớ mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo để hóa hung, thành cát, cải thiện tài vận. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy theo dõi chương trình. Quý vị cũng biết đấy, ban đêm là thời điểm ma quỷ tràn lên dương thế, âm khí cực vượng. Vậy nên những người yếu bóng vía, sức khỏe kém, cơ thể suy nhược vẫn được khuyên rằng không nên đi ra ngoài vào thời điểm này. Cùng với đó thì có một số con giáp bị phạm hung tinh chiếu mệnh, cần kiêng kỵ đi đêm trong tháng cô hồn, kẻo bị vong linh quỷ phá ra đảo bất an. Thứ nhất, những người tuổi Sửu sinh vào giờ Tý. Trong danh sách những con giáp kiêng kỵ đi đêm tháng cô hồn, chắc chắn có người tuổi Sửu sinh giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ. Người này mệnh khí đã yếu, càng nhạy cảm với âm khí. Người này rất dễ nhìn thấy những hiện tượng kỳ lạ bị chúng làm phiền nhiễu. Vì thế, nếu trong tháng ma quỷ, tốt nhất người này không nên ra ngoài vào buổi đêm. Trong trường hợp bắt buộc, nên có người nhà đi cùng. Hoặc để an tâm hơn, quý vị nên luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Dưới sự che chở của Đức Phật sẽ giúp bạn tránh được tà ma xui xẻo trong tháng cô hồn. Chuột vốn dĩ thích những hoạt động về ban đêm. Tuy nhiên, trong tháng cô hồn nên hạn chế, nhất là những ai sinh vào tháng 11 theo lịch âm càng phải lưu ý. Thứ hai là người tuổi Dần sinh vào tháng 7 âm lịch. Phàm người tuổi Hổ mà lại sinh vào tháng 7 âm lịch thường tính tình vui buồn thất thường, tâm tính bất ổn, sẽ bị ngoại cảnh tác động, tự thân không cường, càng sẽ bị âm khí xâm lấn, gây điều hung hiểm. Vì thế, tốt nhất người này nên ở trong nhà để tránh né tai nạn bất ngờ trong tháng cô hồn. Trong trường hợp bất đắc dĩ phải đi thì cần phải có người nhà đi cùng. Kèm theo đó, người tuổi Dần hãy nhớ luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Dưới sự soi sáng, che chở của Đức Phật sẽ giúp bạn luôn được bình an, may mắn. Thứ ba, người tuổi Mão sinh vào giờ Hợi và giờ Tý. Theo chia sẻ của các chuyên gia phong thủy, những người tuổi Mão sinh giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ và giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ. Mệnh khí tự thân vượt âm, dương khí không đủ nên ngoan ngoãn ở nhà vào buổi tối trong tháng cô hồn để bình an vô sự, tai qua nạn khỏi. Bên cạnh đó, đa phần những người tuổi này đều khá nhạy cảm, trái tim lại vô cùng yếu đuối. Tháng 7 nhiều âm khí càng không có lợi cho người này, vì thế nên kiêng kỵ đi đêm trong tháng cô hồn thì càng tốt. Thứ tư, người tuổi Hợi sinh tháng 4 âm lịch. Có thể bạn chưa biết điều này, nhưng theo tử vi số mệnh cho rằng, thể trạng của người tuổi Hợi sinh vào tháng 4 âm lịch là khá yếu, lại thường xuyên bị tiểu nhân vây hãm nhiều chuyện phiền muộn. Để tránh tinh thần và sức khỏe bị ảnh hưởng, người này nên hạn chế ra ngoài vào ban đêm trong tháng cô hồn, cũng không nên đến những nơi âm u, hoang vắng, kẻo bị ma trêu, quỷ hơn. Tốt nhất, luôn mang bên mình một pháp khí phong thủy để phòng thân trong tháng cô hồn. Thứ năm, người tuổi Tỵ sinh vào giờ Ngọ. Bạn có biết rằng những ai cầm tinh con rắn mà lại sinh vào giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ thì thường có tinh lực yếu, từ đó sẽ bị âm khí xâm nhập, khiến sức khỏe càng suy giảm, cũng cần hạn chế ra ngoài trong tháng 7 âm lịch, nhất là vào ban đêm nên ở trong nhà, kẻo tai họa ập đến bất ngờ. Ngoài ra, trong tháng lúc này, người tuổi Tỵ sẽ thường xuyên có cảm giác bất an, lo lắng, ra ngoài gặp phải hiện tượng kỳ lạ càng ảnh hưởng tới tâm lý, nhất là trong tháng cô hồn. Vì thế, tốt nhất bạn nên tránh đi đêm để hạn chế điều phiền muộn. Quý vị thân mến,
Quay trở lại với câu thành ngữ đi đêm lắm, có ngày gặp ma mà chúng ta vừa nhắc đến ở phần đầu của chương trình. Câu nói này thật sự mang nhiều ý nghĩa vô cùng sâu sắc, không chỉ trong phong thủy tâm linh mà còn đối với cuộc sống của con người. Nếu ngẫm kỹ một chút, ta sẽ ngộ ra được nhiều bài học thâm thía để tích phước lành cho con cháu. Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát đi giải mã câu thành ngữ ngay sau đây. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn nhớ trong tháng cô hồn để tránh bị tà ma đeo bám. Hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo để có thể hóa giải xui xẻo trong cuộc sống, xua đuổi tà ma, chướng khí. Thứ nhất, đi đêm lắm có ngày gặp ma nghĩa là gì? Quý bạn thân mến, đi đêm lắm có ngày gặp ma có ý nghĩa nhắn nhủ tới chúng ta rằng làm người nên biết cân nhắc nặng nhẹ, tránh việc xấu mà tìm việc thiện nên làm. Chớ nên thấy trước mắt chưa gặp quả báo, cứ tiếp tục không coi ai ra gì, làm điều sằng bậy. Luật nhân quả không chiều một ai, mình làm chuyện gì, đừng tự tin rằng thần không biết, quỷ không hay, đến ngày lộ ra chưa biết chừng hối hận cũng đã quá muộn. Có những chuyện xảy ra là không thể nào cứu vãn, chỉ cần đã làm thì có ngày cũng bị phát hiện. Mọi thứ đều nằm trong một sự sắp đặt sẵn có. Chúng ta nghĩ làm gì cũng không qua nổi dự liệu của ông trời. Người tính không bằng trời tính. Nếu đã may mắn được sinh ra và sống cho đến tận bây giờ, thì tại sao chúng ta lại không chọn một cuộc sống có ý nghĩa? Từ xưa đến nay, ai ai cũng xem trọng những người tốt, ghét bỏ kẻ xấu. Người thiện lương luôn nhận được sự yêu quý giúp đỡ của mọi người, còn kẻ xấu chắc chắn kết quả không mấy tốt đẹp. Lẽ dĩ nhiên ở đời, có ai muốn mình trở nên xấu xa và bị ghét bỏ đâu. Thế nhưng, biết không đúng mà nhiều người vẫn làm, không hẳn là những việc nghiêm trọng như cướp bóc, giết người mới gọi là làm việc xấu. Đôi lúc toan tính một chút đã là không tốt. Ví như buôn bán gian dối, lừa tiền của người nhà hết lần này qua lần khác, làm nghệ thuật thì vô tư đạo nhái ý tưởng không xin phép, đặt điều nói xấu, chia sẻ nội bộ gia đình. Những chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng lại gây ra những hậu quả khôn lường mà người làm nó lại không nhận ra và có khi nhận ra nhưng chẳng sợ vì việc mình làm khéo léo, không ai biết. Cứ thế càng ngày càng lún sâu vào cái hố đen nguy hiểm. Thứ hai, đi đêm lắm có ngày gặp ma, bài học từ câu chuyện cổ tích. Lúc nhỏ mọi người đều biết câu chuyện về cái cân thủy ngân, chuyện kể về một gia đình hành nghề buôn bán. Họ nghĩ cách tạo ra một cái cân cán rỗng ở trong đổ thủy tinh ngăn đầu bịt đồng. Khi cân bằng hàng bán cho người ta thì dốc cán về đằng móc, còn khi cân bằng mua của ai thì dốc cán cân về đằng quả. Như vậy, một cái cân vừa nặng vừa nhẹ được bao giờ phần lợi cũng về mình. Không bao lâu nhà ấy trở nên giàu có vì buôn bán lọc lừa mà không ai hay biết. Nhà này sau khi sinh được hai đứa con, khôi ngô, học hành giỏi giang, ai nấy đều khen. Thế vậy, họ bèn bàn nhau làm lễ sám hối, phá bỏ cái cân và làm điều thiện để tích đức cho con cháu. Lạ thay, khi xẻ cái cân ra thì trong đó có một cục máu đỏ. Một thời gian, một đứa con của họ đang khỏe mạnh, bỗng lăn đùng ra chết, không rõ nguyên nhân. Ít lâu sau, đứa thứ hai cũng vậy, họ vô cùng đau xót và thầm nghĩ mình làm việc sai trái. Thiện không được chứng giám, lòng buồn đến không làm gì. Ít lâu sau một đêm, họ nằm mơ thấy ông tiên báo mộng, vợ chồng hãy nên lo làm ăn, đừng than trách. Lúc thấy trời, thấy được gia đình buôn bán lọc lừa nên đã sai, hai con quỷ xuống đầu thai, phá tan cho hết những của cải phi nghĩa mà hai người tích cóp bao nhiêu năm nay. May mà hai người sớm biết hối hận, cải tà quy chánh, tránh giữ làm lành. Trời mới sai bắt hai con quỷ ấy về, đừng thương tiếc chúng nó làm gì. Hai vợ chồng cứ tiếp tục sống thiện, rồi trời xét lại đền cho hai đứa con khác, để ngày sau mà nhờ. Từ đó hai vợ chồng cố gắng tu tâm dưỡng tính, sống thiện và hành thiện. Không lâu sau, quả nhiên sinh được hai cậu con trai kháo khỉnh. Lớn lên, chúng quả thật tài giỏi, khiến cha mẹ được nương nhờ. Qua câu chuyện trên đã dạy cho chúng ta một bài học cực kỳ quý giá về việc làm điều ác và quy luật nhân quả. Trong cuộc sống cũng vậy, đôi khi không nên vì một chút lợi ích của bản thân mà đi lọc lừa người khác. Mình làm thì có trời biết, đất biết, thánh thần đều biết, nên cũng đừng dương oái tự đắc là ta không biết nói, không nói gì thì không ai biết. Luật nhân quả không trừ một ai. Vậy nên qua bài học này cũng dạy cho chúng ta cách sống đúng và lương thiện, biết giúp đỡ người khác, làm ăn đúng đắn rồi sẽ có ngày được trời giúp. Quý vị thân mến, thông qua chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát đang nhắn nhủ với các bạn rằng mặc dù sự cẩn trọng và kiêng kỵ mọi việc để bản thân được an tâm hơn là cần thiết,
nhưng không chỉ riêng trong tháng cô hồn mà vào tất cả các ngày trong năm. Chỉ cần chúng ta luôn làm điều thiện, sống đúng với lương tâm của mình, không làm điều khuất tất, mờ ám thì sẽ chẳng có ma quỷ nào làm hại bạn được. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.